phát bóng tốt, điểm 1-0 cho Cầu Khởi. Đẹp không? Về ta về về luôn. Quay nha bạn Chính Hiếu đưa phát banh là ok rồi. Bóng ngoài điểm 2-0 cho Cầu Khởi. Phát bóng ngoài điểm 1-2 cho Từ Duy. Có Hà. Ở đây từ từ về. Ở đây bỏ bóng hỏng, điểm 2 đều cho Từ Duy. Bóng không vào lưới, điểm 3-2 cho Từ Duy. Bỏ bóng tốt, điểm 3 đều cho Từ Duy. Đánh bóng tốt, điểm 4-3 cho Từ Cầu Khởi. Phát bóng không vào lưới, điểm 4 đều. Tốt, điểm 5-4 cho Cầu Khởi. Quấn lại não ban hết, không có ban quấn nữa đâu. Bóng ngoài điểm 5 đều cho Từ Duy. Bóng ngoài điểm 6-5 cho Cầu Khởi. Pha bóng tốt, điểm 7-5 cho Cầu Khởi. Đánh bóng tốt, điểm 6-7 cho Từ Duy. Bộ bóng tốt, điểm 8-6 cho Cầu Khởi. Đánh bóng không qua lưới, điểm 9-6 cho Cầu Khởi. Đánh bóng không qua lưới, điểm 0-6 cho Cầu Khởi. Cái bóng không qua lưới, điểm 7-0 cho Tường Duy.
Anh Quân Tốt điểm 1-7 cho cầu khởi. Đánh bóng tốt, điểm 8-1 cho Thường Duy. Quá bóng ngoài, điểm 2-8 cho cầu rửa. Có ngoài điểm 9-2 cho Thường Duy. Có bóng ngoài điểm 3-9 cho cầu khởi. Quá bóng ngoài điểm 0-3 cho Tường Duy. Bóng tốt, điểm 1-3 cho Thường Duy. Bỏ bóng tốt, điểm 2-3. Đội cầu khởi xin ra phép huế.